À, chào mừng cô chú chị đã quay lại kênh YouTube của Hậu Chạy Vlog nha. Hiện tại Hậu có mặt tại trên đường Võ Văn Giáp thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh. Địa điểm diễn ra lễ hội bánh dân gian Nam Bộ thành phố Trà Vinh năm 2024 của mình. Từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 20 tháng 7 2024 của mình. Và Hậu sẽ tiến hành vào trong, Hậu sẽ quay cho anh xem nha. Đây Hậu đã vào tới bên trong của lễ hội bánh dân gian của mình. Hôm nay là chiều thứ bảy ngày 13 tháng 7 2024 của mình, thì tại đây cũng hơn khán giả cũng quá trời đông của mình đây. Thì Hậu sẽ đi một vòng đi quay bên chỗ mà hội lễ hội bánh dân gian tỉnh Trà Vinh của mình xem nha. Bên vậy bây giờ bán quần áo của mình, áo nam áo nữ đồng giá luôn của mình ơi. À, trong lúc Hậu ghi hình á thì có hơi mà hình này hơi yếu, có bác thông cảm nha. Quầy dép ăn cái dép của mình. Thank you.
thì lễ hội này cũng như bên lễ hội Cần Thơ của mình, thì Cần Thơ cũng vừa diễn ra xong thì bây giờ tới khu vực tỉnh Trà Vinh của mình. Thì cái họ được biết thì gian hàng á khoảng chừng 300 gian hàng diễn ra từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 là diễn ra trong một tuần lễ của mình. Thì có những ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh lưu diễn đấy của mình. Hải sản nướng của mình. Ra bánh xèo ở đây. Nói chung là vô lễ hội là bán đủ thứ của các mình. Phía trước của bác mình là sân khấu ca nhạc hàng đêm của mình. Theo hội được biết gì, sân khấu ca nhạc sẽ có các anh em nghệ sĩ đến từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để lưu diễn thương phiên lưu diễn của mình. Đây là chỗ qua chụp hình lưu niệm của mình đây. Và hậu chính lại lễ hội bánh dân gian thành phố Trà Vinh năm 2024 sẽ diễn ra trong vòng một tuần lễ, tức là ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2024 mình. Có khu giải trí được chơi cho trẻ em đó mình ơi. Trong
sau lúc Hậu di chuyển mà Hạnh có hay gung có mặt cũng không cảm nha, tại nhà nó ồn quá. Đó là chỗ trò chơi phóng mục tiêu. Wow, xin kết thúc video ở đây nha. Và cô bác nào mới xem video của Hậu đầu tiên, chào cho một like cũng như một lượt đăng ký để ủng hộ kênh nha Hậu nha. Và Hậu cũng tiếp tục cập nhật chương trình lễ hội bánh nhân gian tại thành phố Trà Vinh 2024 vào những video tiếp theo nha.